Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay trước khi mình ra ngoài thì mình tự nhiên muốn làm một cái trả bài gửi tặng các bạn. Thì bây giờ mình có 3 tụ, hôm nay mình chưa có chuẩn bị gì cả, cho nên là mình sẽ vừa soạn bài và mình sẽ vừa giải đáp. Ở đây mình sẽ có 3 tụ ha. Tụ thứ nhất là con rắn. Tụ thứ hai, con dê. Thứ ba, con khỉ. Rồi, thì chủ đề hôm nay của mình là mình sẽ làm về tình yêu, niềm vui, bất ngờ nào sẽ đến với bạn vào thời gian năm sau, tháng 1 năm sau, tháng 1 năm 2020 ha. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ con rắn ha. Ok. Okay. Và tháng 1 năm sau thì cái điều gì sẽ đến với các bạn thì mình thấy trong tình cảm các bạn sẽ có một cái bước tiến mới ha. Nếu như mà hai người đang còn giận nhau hoặc là đang còn gặp nhiều cái sự chưa có thông hoặc là có những cái vấn đề còn chưa giải quyết được với nhau, giống như là mình hiểu lầm hoặc là mình nói chuyện hoặc là mình giận hờn ha bạn ha, thì mọi thứ nó sẽ được rõ ràng và bạn sẽ nhận ra cái tình yêu mà hai bạn đối với nhau đó là tình yêu chân thật. Và bạn hoàn toàn có thể thoải mái cho một cái communication với nhau. Có thể là trước đó thì bạn có vẻ như là hai người có vẻ như là không có đối thoại với nhau nhiều, bởi vì do chính cái suy nghĩ của một trong hai người á làm cho mọi chuyện nó không có, có nghĩa là nó thật sự là nó rất là đơn giản, nhưng mà dường như là cái điều gì đó ở bên trong của hai bạn đã ngăn trở cái nỗi sợ nào đó của hai người, nó ngăn trở hai người không có thể nào mà có thể có những cái cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Thì mình thấy là bạn sẽ gặp được, bạn sẽ có một cái cơ hội để mà nói chuyện với nhau, để mà sẽ có cùng nhau có những cái khoảnh khắc rất là romance, lãng mạn cùng với nhau ha. Và mình nghĩ là nếu như cái bước tiến này á, cái bước tiến này nó đóng một cái vai trò gì trong cái mối quan hệ này á, thì mình nghĩ nó sẽ đi đến một cái cam kết ha. Và họ nghĩ gì về cái tình cảm mà họ dành cho bạn ha. Ok, thì đó là tình yêu, đó là một cái sự đam mê, cái sự kết nối và bản sâu trong cái linh hồn, là hiểu rằng là thực sự mình dành cho nhau ha. Và 10 gậy, 10 fire, thì ở đây nói là rất là nhiều cái đam mê trong cái tình cảm này, và đến cái lúc mà nó phải bùng nổ, nó phải bùng cháy, và cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này có thể là mối quan hệ đã có cái sự chia tay, hoặc thậm chí là có cái duyên nợ rồi bạn ha, là buộc lòng phải quay lại. Và mình nghĩ là họ đang rất là cố gắng để mà gửi đến cho bạn những cái messenger, những cái tin nhắn, hoặc là một cái communication nào đó sẽ đến, và họ đang làm điều đó bởi vì mọi thứ nó đang thôi thúc họ rất là nhiều, nó kêu gọi họ phải hành động ha, hành động cho cái mối quan hệ giữa hai người. Và sẽ có những cái sự rõ ràng hanh thông trong cái mối quan hệ này giữa hai bạn. Rõ ràng hanh thông ở đây có thể là một cái cuộc nói chuyện rõ ràng, những cái tầm nhìn và những cái cách suy nghĩ của hai người được rõ ràng hơn. Nói chung là một cái bước tiến mà nó xóa tan những cái mây mù trong cái mối quan hệ giữa hai bạn. Mình cảm thấy cái tụ bài này rất là đẹp.
ok, cái thông điệp nào dành cho bạn thì đó là những cái sự thật sẽ được nói ra, sẽ có những cái sự rõ ràng, những cái sự bày tỏ từ phía bên trong giữa hai người ha. Điều đó là cần thiết và sẽ có một, đây chính là một cái tình yêu vĩnh cửu ha, một cái tình yêu mà nó, cho dù là nó có bị ngoại cảnh tác động đi chăng nữa thì ở phía bên trong của hai bạn vẫn luôn yêu nhau. Và khi hai người tái hợp với nhau á, hoặc là đến với nhau á, thì nó giống như là một bản tình ca được được viết tiếp, là một cái sự hài lòng, một cái sự đầy đủ, một cái gì đó mà nó thật sự là được cảm nhận từ phía linh hồn cho đến cái thể xác ha. Không, nói chung mọi thứ nó đến một cách tự nhiên và nó là một cái kết quả của cái việc là cả hai bạn đều đã trải qua những cái quá trình phải tự làm việc với bản thân mình, phải trải qua những cái quá trình tự bản thân mình đốc thúc bản thân mình tiến lên phía trước, luôn luôn là chữa lành, luôn luôn là mang năng lượng, phải chữa lành cho bản thân mình để mà có thể là không làm tổn thương cái người kia ha bạn ha. Ok. Ok, có thể là bạn cũng đã từng một thời gian nghĩ rằng là mình không có muốn, mình muốn đóng cửa, mình muốn đóng cửa trái tim lại, mình không có muốn sống cái cuộc sống với cái người đó nữa, hoặc là không có muốn khơi gợi lại những cái chuyện trong quá khứ nữa. Bạn muốn hoàn toàn đóng cái cánh cửa đó để bước đến một cái vùng trời mà bạn nghĩ rằng là những cái điều đó nó sẽ tốt đẹp hơn cho bạn ha. Và bạn đã nhờ những cái cuộc sống phía trước đó nó đã chữa lành cho bạn ha. Và bây giờ nếu như mà nhìn lại quá khứ thì bạn cảm thấy là bạn đã có cái sự thông suốt hơn, và có thể là những cái điều mà bạn không có nói được, bạn không có chia sẻ được với cái người bạn đối trong cái mối quan hệ này á, thì mọi thứ nó sắp sửa nó sẽ được nói rõ ràng ra, nó sẽ được nói rõ hơn ha. Và có thể là cái khoảng thời gian qua thì bạn có thể là tập trung cho cái việc công việc của mình, bởi vì cái công việc của bạn cũng có thể là nó bấp bênh và nó chưa có được vững vàng ha. Ok, thì cái tụ thứ nhất thì tháng 1 năm sau bạn sẽ có được những cái điều may mắn ha. Và bây giờ mình sẽ đi đến cái tụ bài số 2. Bạn nào chọn cái con vì sao mà mình muốn làm cái trải bài này á, là bởi vì hiện tại trong cái nguồn năng lượng của market thì cái nguồn năng lượng market này á, là một phần nó cũng là một cái nguồn năng lượng mà nó liên quan đến cái việc mà twin flame, những cái người mà có những cái vì sao mà mình muốn làm cái trải bài này đó, là bởi vì là cái nguồn năng lượng twin flame là giữa hai người mà có cái kết nối, gọi là có cái khế ước hợp đồng về linh hồn mà nó không thể tách rời được, và hai người cứ đuổi chạy nhau mãi á, thì bây giờ đã đến cái thời điểm kết thúc, đến cái thời điểm mà union gặp lại, cam kết để mà hoàn thành cái cuộc tình á, thì chính cái thời điểm này á, mình thấy là rõ ràng là khi mà mình trải bài những cái trải bài chung, trải bài của cung cho năm 2020 thì mình thấy mọi thứ nó giống như nó đi vào một cái quỹ đạo mà nó sẽ được vững chắc thêm. Những cái người nào mà yêu nhau đích thực á, thì toàn là được cam kết về đính hôn, về kết hôn, và trong cái mối quan hệ cam kết, nên mình nghĩ là cái thời gian này nó rất là đẹp để mà nói về một cái tình cảm, một cái sự mong chờ tình cảm mới ha. Có nghĩa là những cái điều tích cực nó đang bắt đầu, nó được vén màn và nó được truyền đến đây sau cái khoảng thời gian mà gọi là những cái bầu không khí tiêu cực hoặc là những cái màn đêm nó vây quanh ha bạn ha. Rồi, bây giờ tụ bài số 2 sẽ liên quan đến cái việc đó là những cái điều bất ngờ hoặc là tình yêu gì sẽ đến với bạn.
vào tháng 1 năm 2020. Ok, thì mình thấy là trong quá khứ hoặc là trong cái thời điểm thời gian vừa rồi á, bạn với lại một cái mối quan hệ người đó của bạn á là có những cái tình cảm với nhau, tuy nhiên là bởi vì cái sự không có tin tưởng lẫn nhau hoặc là nghĩ rằng là cái mối quan hệ này nó không hoàn toàn có kết quả, mình đã thiếu cái niềm tin cho cái mối quan hệ này, cho nên là bạn đã bạn hoặc là người kia đã không cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Bởi vì có thể là hai bạn một trong hai người có những cái có những cái nỗi lo hoặc những cái tổn thương bên trong bản thân của mình, không có muốn mở cửa trái tim và không hoàn toàn tin tưởng vào cái mối quan hệ này nên đã không cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội và hoàn toàn không có 100% nói rõ cái lòng mình hoặc là coi như là có một cái sự rõ ràng hoặc là cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội, luôn luôn control cái cảm xúc của mình. Cho nên là cái mối quan hệ này á, mặc dù nó là true love nhưng mà nó không có đủ sự tin tưởng ha. Có thể là cái mối quan hệ này nó thiếu cái sự kiên nhẫn để mà đi cùng nhau hoặc là mở ra những cái câu chuyện hoặc là cùng nhau cho nhau hiểu hơn ha. Thì mình thấy là sắp tới sẽ có những cái cuộc đối thoại và thậm chí là sẽ có những cái sự thay đổi về trong cái cách nghĩ. Nếu như mà cái người nam kia họ đã từng giống như là không có được săn đón trong cái mối quan hệ này đối với bạn á, thì mình thấy là họ đang có một cái sự rõ ràng hơn trong cái cách nhìn nhận về cái mối quan hệ này và họ đang cố gắng để mà clear mọi thứ, vượt qua cái nỗi sợ hãi, bởi vì họ nghĩ họ biết rằng là họ phải chính bản thân họ phải vượt qua được cái sự áp lực của bản thân mình, họ dồn nén quá nhiều ha. Giữa hai bạn thì có thể là đã có rất là nhiều cái sự nói chuyện không thông hoặc là tranh cãi hoặc là làm tổn thương lẫn nhau, nhưng mà mọi thứ á, nó đã kết thúc và cái người nam này á, họ đang trong cái nguồn năng lượng là họ bỏ được cái gánh nặng ở phía bên trong họ và họ đang muốn có cái sự communication, nói chuyện lại với bạn. Mình thấy ở đây là có cái sự trở về của người này ha, có sự nói chuyện lại của người này và cái nguồn năng lượng của người này nó đang cân bằng trở lại nếu như mà nó đã từng quá là bị thiên lệch ha. Và mình nghĩ là họ đã bắt đầu có cái sự thay đổi trong cái cách nhìn nhận cái vấn đề và họ thực sự mong muốn một cái sự đoàn tụ với bạn, mong muốn một cái tình cảm, một cái sự, cái offer tình cảm với bạn, mong muốn có một cái sự nói chuyện rõ ràng với bạn ha. Ok, họ muốn nói điều gì với bạn? Họ muốn bắt đầu một điều mới với bạn, bắt đầu một cuộc sống mới với bạn và họ muốn nói những cái lời thật lòng với bạn.
không muốn xin lỗi bạn vì những cái lời hứa mà họ đã không có thực hiện được ha. Họ muốn xây dựng một cái gia đình với bạn, họ muốn thay đổi bản thân mình. Họ muốn dẹp tan những cái mập mờ ảo tưởng để mà đi đến một cái sự rõ ràng và nở hoa nhiều hơn ha. Ok, nở hoa nhiều hơn ở đây là ý là cái sự cằn cõi trong cái cuộc sống của họ, trong cái cách nghĩ của họ. Đó, tất cả là vì, tất cả đều là do chính cái cách họ nghĩ ha. Thì họ đã thay đổi cái cách nghĩ để mà có thể là cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội, một cái cơ hội, một cái ánh sáng ha. Và họ biết cái giá trị của bạn ha. Họ biết cái giá trị của bạn. Và họ biết là bạn mạnh mẽ, bạn có thể là cầm lên được, bỏ xuống được. Và họ biết là bởi vì trong quá khứ họ đã không có giữ lời hứa, hoặc là không có làm đúng như cái điều mà bạn mong muốn, những cái điều mà cả hai cùng hứa với nhau, cho nên là bạn đã ra đi. Nhưng mà tận sâu trong cái bản thân của họ, trong lòng họ, thì họ vẫn muốn xây dựng một cái gia đình với bạn. Và chính điều đó nó đã thôi thúc họ tự dỡ cái bức rào, cái bức tường ngăn cản đối với bạn. Và họ đang có những cái kế hoạch để mà nói chuyện lại, để mà contact lại với bạn ha, để mà hành động. Và những cái điều này họ làm với một cái sự là họ vững vàng trong cái, trong những cái điều mà họ muốn làm ha. Họ vững vàng trong cái điều mà họ muốn làm, họ không có thay đổi nữa. Họ sẽ làm một cách rất là vững chắc, họ có những cái kế hoạch chi tiết. Gọi là những cái xác suất thành công để mà thực hiện cái kế hoạch thì họ phải chuẩn bị rất là chu đáo. Và cái người này đang trong nguồn năng lượng như vậy ha. Và chúc mừng các bạn. Mặc dù là mối quan hệ giữa bạn với cái người này mình thấy là cũng khá là nhiều cái sự trắc trở. Nhưng mà tự chung thì cái người này có thể là họ suy nghĩ quá nhiều. Họ có nhiều, rất là nhiều cái sự lo lắng và cái sợ tổn thương nữa. Cho nên là cái mối quan hệ giữa hai người có thể là nó đã tốn, đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà cuối cùng thì những cái người yêu nhau vẫn sẽ đến được với nhau. Nên là mình chúc mừng cái tụ số 2. Bây giờ đến tiếp đến cái tụ số 3 ha. Điều gì sẽ đến với bạn vào tháng 1. Sorry các bạn, mình làm rớt cái tấm bài. Ok, thì cái tụ số 3 thì tháng 1 2020 thì sẽ có một cái past life relationship đến với bạn ha. Thì cái người này á là cái người mà có thể là bạn với cái người này đã có những cái sự che giấu tình cảm của mình, không có nói ra, giống như là bên trong chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Nói vậy thì hơi quá. Có nghĩa là thật sự là hai bạn yêu nhau, chia tay với nhau, có thể là đôi khi là không có chấp nhận những cái niềm đam mê, những cái tình cảm của nhau, và không gọi là luôn luôn ngờ vực về cái tình yêu này. Thì mình thấy là tháng 1 năm 2020 các bạn hãy hãy khách quan trong cái cách nhìn nhận về cái mối quan hệ này. Bởi vì mình thấy là hai người còn
còn còn rất là nhiều cái đam mê với nhau. Còn đối với những bạn nào mà chưa có gặp được thì có thể người yêu cũ quay lại, hoặc là cái người mà đến với bạn tháng 1 năm 2020 sẽ là một cái past life relationship, là một cái người mà có duyên nợ từ kiếp trước ha. Có thể là chồng hoặc vợ kiếp trước á, ý là mình nói như vậy á. Và cái người này là họ an toàn để cho bạn có thể mở rộng cái lòng mình, để mà bạn có thể để cho cái yêu thương và đam mê chảy tràn ha. Ok, thì mình thấy là đối với họ cái sự hòa hợp á là khi được ở bên bạn ha. Và đối với họ khi ở bên bạn thì đó chính là cái bản thể tự nhiên và cân bằng trong cuộc sống của họ. Và họ đã trông chờ cái thời gian mà để được gặp lại bạn hoặc là quay trở lại với bạn, thì mình nghĩ là họ đã chờ đợi rất là lâu. Và để mà có được những cái điều đó thì mình thấy là họ cũng đã phải cố gắng để mà thay đổi cái cách nhìn nhận, thay đổi cái suy nghĩ. Hoặc là có những cái điều khó nói, họ phải cố gắng, phải clear được những cái điều đó. Bạn hoàn toàn nắm giữ trái tim họ. Cái người này á, mình thấy là họ phải trải qua rất là nhiều lần để làm thay đổi cái cách nhìn và cái cảm xúc của họ. Họ tự phải clear những cái, làm sạch những cái cảm xúc của họ. Và họ phải nhiều lần tự chữa lành bản thân mình, phải tự trải qua cái sự mất mát, cái sự đau khổ để mà họ có thể là quay về bên bạn ha. Mình nghĩ là cái người này có thể là họ cũng đã từng có những cái gặp những cái khó khăn hoặc là những cái vấn đề về việc là họ không có thực hiện đúng cái lời hứa của mình, giống như là khó khăn trong cái tình cảm của hai người, họ đã không cùng bạn đi tiếp bởi vì họ nghĩ rằng là không có cách giải quyết, cho nên là họ không có đi tiếp. Thì cái mối quan hệ của bạn nó in off nhiều lần là cũng tại vì vậy á. Nhưng mà hai bạn sẽ có một cái positive outcome ở đây, đó là cái tình cảm này của hai bạn là thật sự và sẽ có kết quả, sẽ nở hoa, sẽ rất là đẹp. Hạnh phúc nó sẽ tới, những cái điều mà nó hài hòa nó sẽ đến hai bạn ha. Và cái người này á, khi mà mất đi bạn á, họ đã phải trải qua một cái thời gian mà họ cảm thấy là họ đã bỏ rơi, họ đã làm mất một cái điều gì đó rất là quý báu. Và họ đã không có, họ đã nếu như trước đây á, họ không có dám bước một bước đến để mà mở ra một cái tình cảm mới với bạn, bởi vì họ sợ rằng cái điều đó nó không có thành hiện thực, hoặc là họ sợ rằng những cái điều đó nó có khi nào là cái sự ảo tưởng, hoặc là có khi nào là mọi thứ nó không giống như cái người đó nghĩ, hoặc là chính bản thân họ có những cái điều thầm kín ở trong lòng, không muốn bộc lộ ra, không muốn phơi bày ra ha. Thì họ đã để vụt mất bạn ha, bởi vì bạn không chờ đợi mãi, bạn bước lên phía trước để mà bạn có thể tìm một cái sự bình yên trong bản thân mình.
thì mình thấy cái người này á, họ đã từng trải qua cái nỗi đau, cái sự sợ hãi như vậy, nhưng mà chính nhờ cái sự vượt qua của họ trong cái khoảng thời gian vừa qua thì họ đã có cho mình một cái kết nối được một cái sự một cái tâm hồn, giống như họ trưởng thành trong cái linh hồn của bản thân mình á, và bây giờ họ đang muốn có một cái sự bắt đầu với bạn. Okay, thì mình nghĩ là thông điệp đến đây là đủ rồi ha. Xin cảm ơn các bạn, thì mong rằng trải bài này sẽ giúp ích các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.